Qua gần 3 năm thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Với những việc làm cụ thể, huyện Đắc Tô đã giúp các hộ người dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm, bỏ dần những hữu tục lạc hậu, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện cuộc vận động bằng việc lòng ghép các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và vận động người dân phát huy nguồn lực, huyện Đắc Tô triển khai xây dựng 69 mô hình với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng, đồng thời xây dựng các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, vận động các hộ nghèo, cần nghèo tham gia, điển hình như tổ liên kết nuôi bò sinh sản, liên kết trồng cây mắc ca, trồng hía. Cùng với đó, các xã thị trấn xây dựng và triển khai 11 mô hình điểm với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng trong đó ngân sách huyện bố trí 600 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện xây dựng mô hình cấp huyện tại các xã. Các đơn vị đã đầu tư xây dựng các mô hình như trồng cỏ chăn nuôi bò sinh sản, nuôi heo địa phương, trồng gừng trong bao, trồng dược liệu. Với những cách làm mô hình cụ thể, qua gần 3 năm thực hiện cuộc vận động trên địa bàn huyện Đắc Tô, có 1.160 hộ người dân tộc thiểu số nghèo, còn nghèo, thay đổi nếp nghỉ, bỏ dần những hữu tục, phong tục không còn phù hợp, không trông chờ y lại vào sự hỗ trợ của nhà nước tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Hơn 1.300 hộ người dân tộc thiểu số nghèo cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 300 hộ người dân tộc thiểu số nghèo cận nghèo tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã.